Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng trang sách về giáo dục giới tính cho con. Điều này cực kỳ là quan trọng bởi vì hiện nay giáo dục giới tính cho con là một điều cần thiết và bức thiết đối với tất cả các bậc phụ huynh. Thì hiện nay xã hội khá là nhiễu loạn, cho nên là cái việc mà chúng ta giáo dục giới tính cho con là cực kỳ quan trọng. Thì để giáo dục giới tính cho con thì các bạn nên dạy con từ nhỏ. Vì giáo dục giới tính cho con thì có nhiều cách để giáo dục, tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một cách, đó là các bạn sử dụng những cái trang sách vải như thế này, có cả hình ảnh minh họa để dễ dàng con có thể nhận biết và có thể tiếp thu được tốt hơn. Đầu tiên là chúng ta cần phải hướng dẫn cho con từ rất là nhỏ, hướng dẫn cho con nhận biết về các vùng nhạy cảm của cơ thể phía sau quần áo lót. Bởi vì là nhiều trường hợp là trẻ con bị xâm hại mà không thể tự nhận biết được sự nghiêm trọng của vấn đề do con còn quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Các bạn cần phải chú ý là các vùng mà mặc bikini như thế này này thì là những cái vùng mà chỉ là của riêng các con, và dạy con biết cách bảo vệ chúng trước sự động chạm của người khác. Con không được cho bất kỳ ai động chạm vào các vùng phía sau bikini như thế này, sau quần áo lót như thế này, không được để ôm ấp vuốt ve nếu như mà con cảm thấy đó nó hoàn toàn là không phù hợp. Ở đây thì trang sách này thì mình có cái hình ảnh, đó là hình ảnh đôi bàn tay và dấu X. Thì mẹ có thể dạy con là có thể chỉ cho con, trước tiên là chúng ta cần phải dạy lý thuyết cho con trước, sau đó thì chúng ta có thể kiểm tra con bằng cách là cho con chơi cái trang sách như thế này. Thì hình ảnh minh họa rất là rõ ràng, thì các bạn có thể, ví dụ các bạn có thể hỏi con là phần nào mà người khác không thể động vào trong cơ thể của con. Ví dụ thì con sẽ cầm cái hình tay này và con có thể dán vào các phần như thế này. Đó, rất là đơn giản. Tuy nhiên thì cái phần truyền đạt của cha mẹ thì quan trọng hơn. Chúng ta có thể thực hành cùng với con. Cái việc mà chúng ta giáo dục giới tính cho con thì ví dụ các bạn có thể dạy con từ nhỏ, như là khi trong quá trình thay bỉm hay là tắm giặt vệ sinh cho con thì cha mẹ nên giảng giải cho con về cái vai trò của bộ phận. Bạn có thể nói với con là chỉ có mẹ hay là cô giáo có, và cô giáo được sờ vào mông và chỗ này chỗ kia của chỉ có mẹ hoặc là người thân hoặc là bác sĩ khi khám bệnh cho con có thể sờ vào các bộ phận này khi mà được cho phép. Khi có người lạ tới nhà thì bạn cũng không nên cho con cởi chuồng hoặc không mặc quần áo, mà ít nhất thì chúng ta cũng phải để cho con mặc bỉm. Tiếp theo là không ai có quyền động chạm đến cái bộ phận sinh dục của con, như kể cả ông bà này, hay là cô chú, anh chị em, hay là cô giúp việc, đó vân vân vân. Chỉ có thể là khi bác sĩ khám bệnh cho con ở văn phòng hay bệnh viện mà cha mẹ, hay là cha mẹ kiểm tra ở nhà lúc con mà bị đau hay là bị thương ở đâu đó thì có thể là động chạm vào cái phần đấy của con. Tiếp theo, đó là một số cái kỹ năng mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho con để con có thể hiểu rõ hơn về cái phần về cơ thể của chính mình ấy. Thì ở trang sách này thì mình có hai hình ảnh minh họa như vậy, thì hy vọng là có thể giúp các mẹ hay là các bậc phụ huynh có thể dạy con, truyền đạt thông tin cho con và truyền đạt các kỹ năng cho con một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip về kỹ năng tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một trang sách nữa trong cuốn sách Kỹ năng sống cho con. Ở trang sách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dạy, cách hướng dẫn cho con về việc là khi con bị lạc, hoặc là con không nên đi một mình vào buổi tối, hoặc là vào những lúc ban ngày ấy, hoặc con không có người thân đi cùng ngoài phạm vi của cha mẹ kiểm soát. Thì với trang sách này thì mình có hình giả định là đây là hình ảnh của con và đây là hình ảnh của người xấu trong trường hợp xấu nhất. Thì ví dụ như là trường hợp đầu tiên là khi con bị lạc ở bất kỳ đâu, ở ngoài đường hay là ở trung tâm mua sắm
hay trong siêu thị chẳng hạn. Thì điều đầu tiên là các bạn cần nhắc con là con phải thật bình tĩnh và không được khóc lóc. Hay là chạy đi mà phải đứng yên tại chỗ để chờ cha mẹ đến đón. Bởi vì là khi con đứng yên tại chỗ ấy, thì bố mẹ có thể dễ dàng tìm thấy con. Bởi vì nhớ là con đã đứng ở đấy và lần cuối cùng mà bố mẹ gặp con là sẽ gặp con ở đây. Và con có thể nhờ người đi đường hoặc là tìm đến các chú công an để có thể gọi điện thoại cho bố mẹ, để gọi bố mẹ đến đón. Trường hợp tiếp theo là con bị lạc ở trung tâm mua sắm hay là siêu thị thì con phải tìm ngay đến chú bảo vệ hoặc là các cô bán hàng để các cô thông báo loa để con có thể tìm được bố mẹ và bố mẹ có thể biết con mà đến đón con. Và trong cái trường hợp tiếp theo là khi con tự ý ra ngoài đi một mình vào buổi tối thì điều đó là tuyệt nhiên không nên. Bởi vì là khi con đi vào buổi tối một mình, không có cha mẹ đi bên cạnh, không có người thân bên cạnh thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn có thể kết hợp với cái trang sách dạy kỹ năng về việc con không nhận đồ của người lạ hay không đi theo người lạ mà cái clip trước mình đã hướng dẫn. Mình cũng sẽ vẫn nói lại ở cái trang này. Ví dụ như là con đi một mình và gặp người xấu như thế này thì tuyệt nhiên con không, nó sẽ là điều rất là nguy hiểm vì không có người thân bên cạnh, con có thể bị bắt cóc, đúng không ạ? Thì với cái trường hợp như thế này thì con cũng tuyệt nhiên là không được nhận quà hay là nhận đồ hay là đi theo người lạ, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Hoặc là khi có người lạ cố tình bắt con thì con phải hét lên hoặc là kêu cứu đó. Vì như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn cho con hơn. Đó, đây là trang sách thì cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì cách truyền đạt phụ thuộc vào phụ huynh của con. Các bạn nên tìm hiểu, những câu chuyện nó hấp dẫn hoặc là các cái chuyện trong đời thực để các bạn nêu ra cho con để con có thể rõ, dễ dàng hình dung. Sách thì chỉ góp phần được một phần trong số đó để giúp con có thể hiểu rõ hơn thôi. Còn phần còn lại quan trọng nhất là thuộc về cha mẹ. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau về một kỹ năng sống khác. Xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn thêm một trang sách kỹ năng nữa cho con về kỹ năng không mở cửa cho người lạ. Ở trang sách này thì mình có một số hình ảnh như sau. Đây là hình ảnh của con này, các bạn có thể giả định là con nhé. Tiếp nữa là hình ảnh của người xấu, của người lạ. Thì ở đây thì mình có hình ảnh của ngôi nhà này. Ví dụ như trong cái trường hợp là một ngày vào buổi tối hoặc là vào ban ngày, khi mà cha mẹ không có nhà, khi mà cha mẹ hay là ông bà không có nhà, thì lúc mà ba mẹ đi ra ngoài thì con ở nhà một mình, con đã khóa cửa trong ấy. Thì ví dụ như trong trường hợp mà có người lạ, ví dụ như là cái lúc đó là trời mưa rất là to đi, rất là to, thì có người lạ đứng ngoài cửa và gõ cửa, bấm chuông, người lạ bấm chuông và muốn gọi là con ơi cho chú vào nhà với, trời đang mưa rất là to. Thì trong cái trường hợp này các bạn cần phải dạy cho con như sau. Khi mà ba mẹ vắng nhà thì con hãy khóa cửa thật chặt. Nếu như người lạ đòi vào nhà thì tuyệt đối không được mở cửa. Bởi vì là khi người lạ nói rằng là trời mưa rất to thì có thể là những cái điều mà muốn con cho vào nhà ấy, thì những điều mà thầy cô đã dạy con từ buổi trước, thầy cô hay cha mẹ đã nhắc nhở con là phải giúp đỡ người gặp khó khăn, đúng không? Thì trẻ rất khá là dễ bị mâu thuẫn ở trong cái vấn đề này. Thì các bạn vẫn phải nhắc nhở cho con là những lúc đó thì không có người thân bên cạnh thì thực sự là rất là nguy hiểm cho con. Và nếu như người lạ mà vào nhà thì có thể bắt cóc con, có thể đưa con đến một nơi xa và không có bố mẹ ở bên cạnh, không có người thân bên cạnh. Đó.
Còn trong trường hợp đó là trong trường hợp người lạ gõ cửa và đòi vào nhà. Trường hợp thứ hai là người lạ nói là bạn của bố mẹ và muốn được vào nhà. Thì trường hợp này con nên làm như thế nào? Thì các bạn cần phải dạy con cách là hãy hỏi rõ tên, hỏi tên để ghi nhớ lại và để con ghi nhớ lại, và sau đó gọi, sau đó khi nào mà ba mẹ về thì con báo lại cho ba mẹ, hoặc là có thể gọi điện để xin ý kiến của bố mẹ. Đó, như vậy thì giúp con có thể tránh được cái trường hợp rủi ro nhất là người xấu có thể vào nhà. Khi con mở cửa cho người xấu vào nhà thì người xấu có thể dễ dàng bắt con đi. Đó. Đây là hình ảnh trong trang sách mà các bạn có thể sử dụng. Các bạn có thể sử dụng các câu chuyện đời thường hoặc các câu chuyện cổ tích cũng được. Như vậy có thể giúp con dễ dàng hiểu được cái câu chuyện và cái kỹ năng mà con cần phải có khi mà ba mẹ không có nhà. Đó là một số, đó là cái kỹ năng không cho người lạ vào nhà khi mà ba mẹ không có nhà. Chúc các bạn có thể truyền tải được thông tin một cách tốt nhất cho con và dạy con có những kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ bản thân. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kỹ năng và một trang sách trong cái quyển sách kỹ năng sống cho trẻ mầm non. Thì ở với trang sách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ năng cho con là không theo người lạ và không nhận quà của người lạ nha. Thì ở đây trong trang sách này thì mình có một số nhân vật giả định như sau. Đây là hình ảnh của người xấu. Đây là hình ảnh của con và đây là hình ảnh của chú công an đại diện cho người tốt. Thì với cái trang sách này thì để làm sao mà chúng ta có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Ở đây hình có hình đằng sau là hình trường học thì các bạn có thể giả định đây là tình huống trong trường học nhé. Khi mà người lạ cho con kẹo hay bánh thì làm thế nào để con có thể phân biệt được đó là người xấu hay người tốt? Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta nên dạy con là không nhận bất kỳ đồ vật nào của người lạ cho mà con không biết đấy là ai. Và kể cả ví dụ như đây, hình ảnh của người lạ đưa cho con kẹo thì con nên từ chối. Phụ huynh nên dạy con cách từ chối là con có thể trả lời là ba mẹ không cho phép nhận hoặc là con không ăn đâu. Và sau đó thì con sẽ tìm đến chú công an. Đây, chú công an hay là chú bảo vệ hay là các thầy cô trong trường để nhận sự giúp đỡ để cho người lạ không tiếp tục dụ dỗ con. Rồi trong cái trường hợp xấu nhất mà người lạ cố tình đưa cho con hoặc là bắt con lên xe thì con cần phải hét to lên và quẫy đạp để cho mọi người có thể đến cứu con. Thế vì sao mà chúng ta lại, ví dụ như con có hỏi là vì sao lại không nhận kẹo của người lạ, thì các bạn nên giải thích cho con là để tránh cho con bánh kẹo đó có thuốc mê, khi mà con ngửi vào thì họ sẽ dùng mưu để bắt là kẻ xấu có thể bắt cóc con. Đó, như vậy. Còn trong trường hợp mà, đấy là trong trường hợp là người lạ cho kẹo nhá. Còn với cái trường hợp mà người lạ đưa cho con cái người lạ giả dạng là người thân hoặc giả dạng là hàng xóm hoặc là người quen hay là bạn bè của bố mẹ đến đón con ấy, thì con nên làm như thế nào? Thì trong cái trường hợp này thì cũng gần tương tự với cái trường hợp thứ nhất là con không được tin lời người lạ, kể cả khi mà người lạ đó có thể đọc tên của bố mẹ hoặc là ông bà của con. Thì trong trường hợp này thì con hãy chạy ngay vào trường hoặc tìm đến chú bảo vệ ở chú công an, nhờ họ gọi điện về cho bố mẹ để xác minh xem có đúng là bố mẹ nhờ người đến đón hay không. Đó, vì trong trường hợp này thì chúng ta trẻ còn quá nhỏ để có thể phân biệt được đâu là người ta có ý tốt
hay là người ta có ý xấu. Thì cái này cần phụ thuộc vào phụ huynh rất là nhiều. Thì phụ huynh có thể hướng dẫn cho con trong cái trường hợp như thế này, thì với cái trang sách như thế này thì chúng ta không thể để trẻ tự chơi hay là tự nhìn được, mà quan trọng là bố mẹ cần phải kết hợp các câu chuyện để kể cho con. Và làm thế nào để con phân biệt được người xấu thì bố mẹ có thể chỉ ra những cái gương người xấu trong cuộc sống, hoặc là chỉ ra những người xấu trong cái khu xóm mà khu phố mình ở, thì để con có thể dễ hình dung hơn nha. Thì với cái cuốn sách, với cái trang sách như thế này thì hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho các bậc phụ huynh trong việc truyền tải thông tin cho con, truyền tải bài học và truyền tải cái kỹ năng sống cho con. Thì chúc các bạn có thể dạy con và giúp con tiếp thu một cách tốt nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái kỹ năng sống tiếp theo.